Xin chào cả nhà, mời cả nhà cùng mình đi thu hoạch rau củ quả trong vườn. Sáng hôm nay là trước khi đi làm mình phải tranh thủ ra vườn để thu hoạch chứ không thể nào mà để đến cuối tuần, bởi vì cuối tuần nó sẽ già ấy các bạn. Đây là một cái gốc giàn mướp của mình. Hôm nay sẽ thu hoạch được vài chục quả nha các bạn. Hiện nay là mấy loại mướp: mướp ngắn, mướp dài. Ngắn thì cũng có mấy loại. Sai lắm các bạn ơi. Rồi có cả mướp khía nhá. Đây khoe với các bạn quả mướp khía này. Khía nữa này. Và lát nữa thì mình sẽ đi thu hoạch cái quả mướp khía này ăn thử. Năm nay mới trồng cái giống này năm đầu tiên, không biết là ăn nó ra làm sao các bạn. Sẽ ăn thử mướp khía. Đây. Và đây là một cái gốc giàn mướp khác của mình, cũng sai kinh khủng các bạn ơi. Năm nay mướp mình được ăn muộn hơn nhưng mà cũng rất là sai. Một dây mướp mà cho mình 6 quả nha các bạn. Đây là một cái dây này, các bạn đang nhìn 6 quả của nó. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 quả. Còn quả bé bé này là dây khác nha. Bé bé này thì nhiều lắm, nhiều lắm. Hiện nay là mướp của mình cũng xả láng ăn rồi. Đây là một quả mướp mà hương nhưng mà vỏ xanh ngắn nha các bạn. Mướp hương nó có nhiều loại lắm. Đây là loại dài. Dài luôn này. Xanh ngắn này. Ôi trời, nó tươi gió nha các bạn. Thích lắm. Mấy quả này để chắc khoảng 2 ngày nữa tôi được một vừa. Năm nay được ăn mướp khía, lần đầu tiên mình trồng mướp khía các bạn, ăn thử xem làm sao. Đây cũng là mướp hương ngắn nhưng mà lại cái vỏ xanh nhạt nha các bạn. Bây giờ là mướp hương quả xanh nha các bạn, ngắn và xanh vỏ. Đây, thấy không, ngắn và xanh vỏ. Đây, hiện nay ở nhà mình là có tới 4 loại mướp nha các bạn. Ôi là la, đây là sọt mướp của mình sáng nay các bạn, mấy chục quả đây. Bây giờ mời các bạn cùng mình đi thu hoạch đậu cô ve nhé. Giàn đậu cô ve của mình năm nay sai khủng khiếp các bạn ơi. Mình thu hoạch bao nhiêu lần rồi mà một tuần là phải thu hoạch 3 lần chứ 2 lần là sẽ bị già nhé. Cứ cách ngày thu hoạch một lần. Đấy, mình vừa mới ra mà nhặt sơ sơ đã được một cái chậu này đầy mấy kg rồi. Mấy kg rồi mà chưa hết. Bây giờ phải tiếp tục nhặt tiếp này. Đây các bạn này, đậu cô ve giống của Việt Nam nhá. Non và ngon tuyệt vời luôn. Ngọt lắm, cho nên là năm nào mình cũng phải trồng và ưu điểm rất là sai quả. Cái đậu cô ve này phải thu hoạch một tháng nữa nha các bạn. Chỗ mình đã là đầu thu rồi. Hôm nay là cuối của tháng 8 rồi. Thì cũng phải thu hoạch được đến hết tháng 9.
là mỗi một năm là mình cũng phải thu hoạch được vài chục kg đậu này á các bạn. Đây các bạn ơi, đây các bạn ơi, tạm sơ sơ sáng hôm nay cỡ này cũng phải 3 kg đậu nhá, biết không? Tiếp theo là cà tím nha các bạn ơi, quả to đùng. Ôi trời, cái kéo này nó cùn quá. Hai quả to ngọc ngọc mà mình trồng có một cây, một mình một cây nó một chậu đấy các bạn. Muốn quả to thì phải thưa nhá. Tiếp theo mời các bạn cùng mình đi thu hoạch su su. Su su lần này thu hoạch chắc không biết lần thứ tư hay thứ năm rồi. Nhiều lắm mà mình cứ muốn thu hoạch đi để cho quả nó lớn. Những quả bé bé nó rất là sai. Mình muốn tập trung dinh dưỡng và nuôi những quả bé nó lớn, cho nên là quả to là phải cắt. Bây giờ mình chưa có để giống vội á. Khủng chưa các bạn, biết không? Đây sơ sơ hôm nay là 6 quả su su, còn lại thì lại để một tuần sau thu hoạch tiếp nha các bạn. Và đây là chỗ rau củ quả mình thu hoạch được sáng hôm nay nha các bạn, gồm có một sọt mướp, rồi cá tím, rồi su su và đậu cu ve cũng vài kilo. Năm nay tưởng mất mùa mà nói chung là cũng ok nha các bạn, cũng bội thu ở mức độ trung bình. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video của mình. Xin chào và tạm biệt các bạn nhé.